Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chiều 18 tháng 5, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Bojen Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sử dụng lao động. Thông tin từ báo Công Thương, công ty trách nhiệm hữu hạn Bojen Việt Nam thuộc tập đoàn quốc tế Bojen Đài Loan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày và có đông lao động nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 50.000 người. Theo đó, công ty sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với 5.744 người từ ngày 24 tháng 6 năm 2023. Cụ thể, công ty sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đợt 1 vào ngày 20 tháng 5 với 4.519 lao động. Số lao động này sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 24 tháng 6. Số còn lại sẽ thỏa thuận vào ngày 3 tháng 6 và chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 8 tháng 7. Không chấm dứt hợp đồng lao động với các trường hợp đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, các trường hợp khó khăn như hộ nghèo, lao động khuyết tật, các trường hợp trong cùng một gia đình, vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em. Trừ trường hợp người lao động tự nguyện đưa ra đề nghị thỏa thuận với công ty. Đồng thời công ty cũng tạo điều kiện để người lao động nghỉ việc có con nhỏ vẫn được tiếp tục theo học tại trường mẫu giáo của công ty. Công ty Bojen Việt Nam cũng cho biết công ty sẽ chi trả cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại công ty, bao gồm cả những năm người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 đến nay. Cứ mỗi năm 0,8 tháng tiền lương, bình quân 6 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian chi trả cho các khoản chế độ ngày 30 tháng 6 đối với đợt 1 và ngày 14 tháng 7 đối với đợt 2. Trước đó, trong những tháng đầu năm 2023, công ty Bojen đã thực hiện một đợt chấm dứt hợp đồng với hơn 2.300 công nhân kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, để hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố đã phối hợp với Công đoàn Công ty, Bộ phận Nhân sự Công ty, chuẩn bị cho công tác khảo sát nguyện vọng việc làm, đào tạo nghề của người lao động vào ngày 20 tháng 5. Trước đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại công ty Bojen là 2.247 trên 2.358 lao động bị cắt hợp đồng trong tháng 2 năm 2023. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trước bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, lạm phát cao, các sở, ban, ngành, địa phương đang chủ động, tích cực nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình quan hệ lao động, biến động lao động, chủ động giải pháp hỗ trợ kịp thời, phòng ngừa tranh chấp tập thể, ngừng việc, phối hợp với các sở, ban, ngành để tham gia giải quyết. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, chúng tôi ghi nhận có 16 doanh nghiệp đang cần tuyển dụng khoảng 4.960 vị trí việc làm trong các lĩnh vực may mặc, nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ ăn uống, lễ tân, bảo vệ để triển khai tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Các trung tâm dịch vụ việc làm thành phố tiếp tục tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm kết nối cung cầu lao động, thực hiện kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội dự báo thị trường lao động trong thời gian tới tiếp tục chịu ảnh hưởng do nhiều doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn tìm cách phục hồi đơn hàng, giữ việc làm cho người lao động, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, giày da, bất động sản, xây dựng, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Tuy vậy, ở các lĩnh vực khác như sản xuất lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản xuất sản phẩm điện tử máy tính, bán buôn và bán lẻ, du lịch, tài chính ngân hàng, tăng về nhu cầu tuyển dụng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong các lĩnh vực này. Báo Dân Trí đưa tin, làm việc với cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh trước đó, đại diện công ty cho biết, lao động nghỉ việc cứ mỗi năm được hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương, tính bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ. Doanh nghiệp này không chấm dứt hợp đồng với người đang mang thai, nghỉ thai sản, con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo. Chế độ chi trả trợ cấp thôi việc này tương tự như đợt công ty cắt giảm 2.358 lao động vào cuối tháng 2, chính thức chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 31 tháng 3. Trong đợt cắt giảm tháng 2, người thâm niên cao nhất được hỗ trợ 379 triệu đồng, người mới vào làm một năm được hỗ trợ 12 triệu đồng. Mức hỗ trợ thôi việc trên của công ty Bojen Việt Nam cao hơn so với quy định tại Điều 46, Bộ Luật Lao động 2019.
Theo quy định, tiền trợ cấp thôi việc được tính theo thời gian làm việc. Cứ mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật chỉ là thời gian chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian làm việc từ năm 2009, khi bảo hiểm thất nghiệp đi vào hoạt động, thì người lao động hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Do đó, số tiền trợ cấp thôi việc của công ty Bôi Doanh Việt Nam cao hơn nhiều so với quy định của Bộ Luật Lao Động. Khoản cao hơn này phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc, ngoài quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ Luật Lao Động, nếu từ 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10%. Tuy nhiên, khoản thuế thu nhập cá nhân 10% trên chỉ là tạm khấu trừ. Thuế thu nhập cá nhân được tính theo năm. Sau khi đã trừ hết các khoản giảm trừ gia cảnh, người lao động chỉ phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập vượt mức. Nếu phần thuế thu nhập cá nhân trong năm 2023 của người lao động thấp hơn khoản đã tạm khấu trừ, thì cơ quan thuế nơi họ cư trú sẽ hoàn thuế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Cục Thuế hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn Bôi Doanh Việt Nam các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân khi người lao động nhận các khoản chi trả thôi việc và hướng dẫn thời điểm hoàn thuế cho người lao động. Từ thời điểm nhận được thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động sẽ không đến làm việc nhưng vẫn được công ty trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho đến ngày chính thức chấm dứt hợp đồng. Đồng thời, công ty cũng sẽ chi trả tiền lương cho những ngày nghỉ phép hàng năm mà người lao động chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy định của pháp luật. Việt Nam Express ghi nhận, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc cắt giảm số lượng lớn công nhân của Bôi Doanh tác động đến tâm lý lao động cũng như tình hình việc làm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, song vẫn trong tầm kiểm soát. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn chi trả đầy đủ chế độ an sinh. Bộ cũng dự báo thời gian tới, lạm phát, giá năng lượng tăng cao có thể dẫn đến cắt giảm lao động số lượng lớn tại nhiều doanh nghiệp. Về cơ bản, việc cắt giảm số lượng lớn lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Bôi Doanh Việt Nam đang được kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các vấn đề về kinh tế, lạm phát, giá năng lượng không được cải thiện thì nguy cơ cắt giảm lao động số lượng lớn sẽ diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Để giải quyết tình hình trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Kinh tế, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại địa phương và các sở, ngành liên quan nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Các giải pháp cần tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đơn hàng mới, giảm chi phí sản xuất kinh doanh thông qua việc giảm lãi suất vay, hỗ trợ giảm thuế, giảm các khoản phí, lệ phí. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.